Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Yến Lê. Da khô, mùa hanh khô này thì bạn phải làm sao? Thì hôm nay Yến sẽ chia sẻ cho mọi người biết cái lý do vì sao mà da của chúng ta bị khô trong mùa hanh khô này. Với cái thời tiết hanh khô như này á, thì da của chúng ta rất hay bị khô. Lý do là vì do thời tiết nhiệt độ xuống thấp khiến cho làn da của chúng ta bị khô. Thời tiết hanh khô như này nó đúng là một cực hình cho làn da của chúng ta. Khi mà nhiệt độ nó xuống thấp thì sẽ làm cho da của chúng ta bị mất nước và mất độ ẩm, làm cho da của chúng ta bị nứt nẻ, bong tróc, rồi nó ra những cái vảy trắng, bong những cái vảy trắng trên da, khiến cho da của chúng ta rất là ngứa ngáy và khó chịu. Nhiều bạn trong mùa đông này sang lạnh, các bạn thường hay là rửa mặt bằng nước ấm, bằng nước nóng, thì sẽ như thế sẽ làm cho da của chúng ta càng mất nước và mất độ ẩm nhanh chóng. Da căng, da của khiến da của chúng ta căng và rát, giãn da. Da khô như vậy thì chúng ta khi, mỗi khi mà chúng ta đi trang điểm á, chúng ta trang điểm đi, đi chúng ta đi đi ra ngoài và chúng ta trang điểm thì sẽ khiến cho da của chúng ta không được căng mịn, và nó hay bị dẫn đến tình trạng da là bị mốc da, bị mốc khi chúng ta đi trang điểm. Đấy, vấn đề thứ hai là khi da của chúng ta mà bị khô rát như vậy thì chúng ta dưỡng kem thì nó sẽ không đẹp, bởi vì da của chúng ta không mịn nên sẽ dưỡng kem nó sẽ không đẹp, và khiến cho những cái lớp kem của chúng ta dưỡng trên mặt á thì nó sẽ bị bờ vân kem. Như thế thì nó sẽ không tốt cho một tí nào. Và cái tình trạng da khô và ngứa rát như vậy, bong tróc như vậy cũng là một vấn đề quan trọng nữa, là chính là thiếu nước và thiếu độ ẩm. Khi da bị mất đi độ cân bằng pH thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là da của chúng ta khô. Và sau đây Yến sẽ chia sẻ cho các bạn bốn cái bước chăm sóc da hàng ngày để có một làn da khỏe trong mùa đông này nhé. Bước thứ nhất là chúng ta hãy lựa chọn một dòng sản phẩm có độ cấp ẩm cao để rửa mặt cho da, để cung cấp nhiều chất ẩm cho da để nó thẩm thấu vào trong da, để cho da chúng ta được căng mịn hơn. Và cái bước thứ hai là chúng ta phải tẩy da chết một tuần hai lần, để cho những cái lớp bụi bẩn và những cái lớp da chết ở trên da này chúng ta được lấy đi, và cho làn da của chúng ta được thông thoáng hơn, và như thế khi và da sẽ giữ được độ ẩm cao hơn, và da của chúng ta sẽ căng mịn hơn, và bắt buộc là chúng ta phải tẩy da chết một tuần hai lần. Cái thứ ba là chúng ta phải uống nhiều nước, và chúng ta phải uống nhiều nước và bổ sung rau xanh và ăn nhiều hoa quả để cho nó cung cấp dưỡng chất cho da, để chúng cung cấp dưỡng chất cho da, để cho chúng ta căng hơn, mịn hơn và sáng hơn, để có được độ ẩm cho da nhất định. Và cái bước cuối cùng là cái bước thứ tư và cũng là bước quan trọng nhất, đó là chúng ta phải đắp mặt nạ giấy. Cái mặt nạ giấy đấy á, thì nó cung cấp độ ẩm cho da rất là cao, cung cấp độ ẩm và cấp nước cho da rất là cao, bởi vì một cái mặt nạ giấy đấy nó sẽ cấp nước cho da tương đương là 20 kg nước. Bình thường thì chúng ta uống nước sẽ không chúng ta mùa đông này lười, chúng ta sẽ không bao giờ uống được nước nhiều, bởi vì chính vì lạnh nên chúng ta rất ngại, nên là chính vì như thế nên là da của chúng ta rất là thiếu nước. Mà chúng ta uống nước chúng ta đã không uống rồi thì chúng ta phải dùng bằng cái biện pháp khác, là chúng ta lại phải tìm cách là đắp mặt nạ cho da một tuần ba lần cho Yến nhé. Vì như thế thì da của chúng ta sẽ được cải thiện rất nhiều, bởi vì là đắp mặt nạ giấy ấy, nó sẽ cấp lượng nước cho chúng ta nhiều và nhanh chóng nhất, khiến cho da chúng ta có được độ ẩm cao và cấp nước cao, cân bằng độ pH, và khi đó da của chúng ta sẽ căng mịn hơn, để chúng ta có một làn da căng mịn, sáng và đẹp, để chúng ta tự tin trong mùa đông hanh khô này nhé. Xin chào tất cả các bạn, hẹn các bạn những video tiếp theo.